Anh nhớ em quá à. Nè, thiên hạ đang ngó kìa. Tôi thích mà, làm gì tôi. Ê, thôi đi. Dĩ à, hoan nghênh cậu trở về. Cảm ơn. Thưa thầy, cạn với thầy ly này nha. Được. Lần này bắt cậu từ Hồng Kông tới đây là vì có một vụ đặc biệt cần cậu giúp đỡ. Vụ này dính líu tới nhân viên cao cấp trong bộ cảnh sát. Nếu họ không muốn đụng trầy cá nhảy thì nhất định phải giao cho một người lạ mặt. Cậu xong sẽ giúp cậu hả? Dạ được. Ba, giờ ăn cơm ba đừng có bàn chuyện không nữa mà. Ba không ăn thì anh đâu có dám ăn đâu. Đồ ăn đã nguội hết rồi. Ngày mai về sở cảnh sát mới nói đi ha. Dạ được. Bây giờ phải ăn no đã. Yes sir. Dì à, tôi càng ly với anh, càng ăn. Càng. Nè, khoan đã, anh Sâm mới vừa về tới mà đã muốn chọn sai rồi. Tôi không có chịu đâu nha. Cô Phương thấy đau lòng đó. Thật ra ly này tôi nên uống mà. Nhưng mà hồi tôi mới ra làng lộc, anh Sâm đã đưa tôi vào viện cảm quá. Lúc đó thầy rất thương tôi, còn đại thọ cho tôi tới trường huấn luyện cảnh sát của Hồng Kông. Không có anh Sâm, không có thầy thì tôi không có ngày hôm nay. Nè, cạn ly với anh. Cảm ơn thầy. Cơn mưa thiệt rồi nặng hột quá. Nè anh Sâm, để tôi đưa anh về nha. Thôi khỏi, chiếc xe của tôi để đằng kia. Chào thầy, bye bye. Ba, để con đưa anh về khách sạn đi nha. Ba ngủ trước đi. Thưa thầy, cảm ơn thầy nha. Ngày mai gặp. Thầy hãy vô nhà nghỉ đi. Sợ đi nghỉ ngơi nữa, đã khuya lắm rồi. Nghe lời em đi. Đi. Thôi được. Lạ thật, đã khuya như vậy còn ai tới thăm thầy đi. Không thể nào. Sát thủ này đã xử tôi cách đây 3 tháng rồi. Anh Sâm à, dù lý quá gì? Đây là một hành động khủng bố có kế hoạch. Một người đã chết, còn có thể giết đi một người. Nếu không phải computer đã bị người ta lợi dụng, thì chắc là trong khám có rắc rối. Mary. Hi. Hi. Suy nghĩ nhiều đó. Anh Sâm à, không có gì em về nhà đi. Tôi muốn một mình ở lại đây.
Dạ được. Tôi về nha. Bye bye. Bye bye. Anh Phi à, anh làm ơn làm phước cho em xin vài viên đi. Mày có tiền tao sẽ cho mày thôi. Em không có tiền. Không có tiền? Đi với khách sẽ có ngày. Em gian xin anh mà, bây giờ em chịu hết nổi rồi. Mày chết là chuyện của mày. Tránh ra. Anh Phi à. Anh Hai à, có người kêu anh kìa. Kêu cái gì? Nhấp con. Làm vậy đáng sao? Anh đã điều tra rồi mà. Cầm biểu tượng không có gì trục trặc. Đầu mối duy nhất là ở trong khám. Tôi nhất định phải liên một phen. Chưa chắc thắng đâu. Coi thử. Vậy còn cô Phương thì sao? Anh không cần nói gì với cô hết. Xong chuyện này thì tính sao? Vậy được. Tòa xử anh tội ẩu đả nghiêm trọng, ở tù 1 năm và 8 tháng. Hầu tránh bí mật tiết lộ. Chuyện lần này không giao hồ sơ, anh và tôi biết thôi. Trên nhiệm vụ là báo cáo. Tôi sẽ kể rõ cho anh biết. Trước mặt mọi người đều có số của mình. Nếu không nhớ số sẽ bị cấm cố 10 ngày. Không thì đánh lộn. Nếu có thì phải biết đấu vào chiều thứ bảy. Bất cứ ai đánh lộn trái phép sẽ cấm cố 10 ngày. Tiếng chuông đầu tiên vào lúc 7:55. Tiếng thứ hai vào lúc 8 giờ đúng. Những ai chưa lên giường trước 8 giờ sẽ bị cấm cố 10 ngày. Cấm chống lệnh, cấm vượt ngục đào tẩu, cấm hành động hãm hiếp, cấm phá hoại của công. Kẻ xúc phạm sẽ bị giam thêm nửa năm. Cấm hút thuốc trên giường. Bất cứ ai bị phát hiện hút thuốc trên giường sẽ bị cấm cố 10 ngày. Mỗi ngày thứ bảy, phát ra giường, ra sạch phải trải trên ra cổ, nhà ra cổ phải đem ra đi giặt. Bất cứ ai làm trái điều này sẽ bị cấm cố 10 ngày. Luật kể trên sẽ hỏi lại bất cứ lúc nào, bất cứ ai không thuộc lòng sẽ cấm cố 10 ngày. Tới rồi, hôm nay là của anh đó. Thôi đủ rồi nha. Tàn đi. Xin lỗi nha, giường trên là của tôi nằm, anh nằm nhường dưới đi ha. Cái thằng nằm giường của anh trước đây là cái thằng ký chi phí không có tiền. Nó chịu không nổi nên treo cổ chết rồi. Ê, lần đầu tiên anh bị kẹt hả? Đừng có buồn như vậy. Ở đây cần có bạn lắm đó. Không đi. Tôi là thằng heo. Tôi tên là Quỳnh Dĩ. Kiểm soát. Đưa thuốc ra. Tôi chết rồi. Ê, thuốc thơm đó ha. Có tiền khác hẳn à. Muốn làm người ta chết đứng sao? Tối nay cả ăn đi. Một trúng như vậy? Một trúng 20. Cá thằng nhóc này chịu đựng không tới 30 gì. Anh heo à, cái gì vậy? Luật ở đây là người mới vô thì phải tay đôi với đàn anh ở đây. Anh em cái với nhau đó. Nếu tôi không đánh thì sao hả? Mỗi người sẽ thôi anh một cú. Từ nay sẽ tệ hơn cục cức nữa. Đúng không? Đúng. Là vậy đó. Đây. Xin lỗi, tránh ra đi. Đây.
rồi, cảm ơn. Xin lỗi. Anh em à, ra lên nha. Tôi đặt đàn anh đó. Chỉ cần chống đỡ được 30 giây thì tôi xuống rồi. Một trúng 20 tôi nhờ anh hết đó. Thầy cô viết thơ cho anh đó hả? Vợ tôi lấy chồng khác, đưa nó vô cư xá nhà trường. Hai ngày nữa là sinh nhật của nó, mẹ nó lấy chồng trẻ hai ngày nữa cũng được mà. Ở cư xá cũng hay mà, sớm học biết tự lập phải không? Xếp đổ à? Nhậu hả? Ở trong nhà bếp còn thịt cầy ngon lắm đó. Tôi vô lấy cho sếp nhậu nha. Chịu không? Đi đi. Dạ. Ba, mở cửa đi. Cảm ơn. Anh hai à, chắc anh không muốn làm cái nghề này suốt đời chứ hả? Ý gì đây? Không, có chuyện này muốn giúp cho anh thôi. Dạy cho anh vài chiêu để về mở nhà hàng. Nếu mà không phát tài cứ thanh toán thôi. Chơi tao hả? Thôi được, một lát nữa ăn thử rồi đừng có hối hận là tôi không dạy cho anh nha. Cái gì? Ai cũng nói cách này thôi. Ê, nghề là ở chỗ này đó, đừng có nhắm mắt nha. Nè, bỏ hành trước, rồi bỏ thịt, bỏ thêm chút ớt, sau đó thì xào qua, xào lại, xào tới, xào lui. Thêm miếng tiêu vô. Cầm đi. Tắt lửa đi. Thank you.
Hả? Ê, anh em à, cho mồi đi thuốc coi. Cảm ơn. Hey, sắp còn Tết rồi, à, Tết năm nay tốt nhất là khỏi bị trực. Nếu không mà chắc vợ tôi phải bỏ nhà quá. Nè, anh làm gì vậy? Không, chân bị ngứa, chịu không nổi thôi. Thằng mập, mập thù lù, thua tiền, không chịu trả, bị người đòi nợ, hết đường chạy. Thằng mập, mập thù lù, nó làm gì cũng chậm hơn ai. Đêm ngủ không có ai đắp mền, lạnh đến nỗi rung cạp cạp. Lạnh đến nỗi rung cạp cạp. Nè, ngừng lại. Kiểm soát. Xuống xe. Xuống xe, mau lên, mau lên. Chuyện gì vậy? Anh ốm vậy má của anh không thấy thẹn sao? Má tôi còn ốm hơn tôi đó. Chuyện gì vậy? Cũng tại mày ổn đó. Nếu không nó sẽ lột quần áo của mày, không lột quần áo của tao đâu. Đa đa. Được, chờ con lớn lên đã. Tổng đài ngay đây, tổng đài ngay đây, tôi đang phát hiện chiếc xe bị cướp sáng nay, lập tức cho người tới tiếp viện. Tổng đài ngay đây, tôi đang phát hiện chiếc xe bị cướp sáng nay, lập tức cho người tới tiếp viện. Con nhớ phải nghe lời thầy giáo nha. Tết ba sẽ tới thăm con. Đừng có nói láo nha. Nghe tay đi. Lúc nào ba cũng thương con mà. Nghe lời ba, về ký túc xá đi, thầy sắp điểm danh rồi đó. Nhưng con còn chưa muốn về. Nghe lời ba đi, chạy một hơi về, đừng có quay mặt lại. Sao vậy? Nếu mà con quay mặt lại thì kể từ nay ba sẽ không tới gặp con nữa. Vậy Tết nhớ tới thăm con nha. Nè, ba đếm 1, 2, 3 thì con chạy nha. 1, 2, 3. Là trời, dưới là tao, dưới tao là chó. Tuổi bay thì không bằng chó. Đường chống chọi với tao biết không? Mau xin lỗi với nó đi, mau lên.
lỗi tại tôi. Nó xin lỗi nha. Son of the bitch. Đây là danh sách của ảnh. Tôi nghĩ chắc anh đã nghe qua tên của ảnh. Cuộc đua ngày mai chúng tôi muốn anh thua. Nếu nhận biết điều, chúng tôi sẽ cho 500 ngàn. Con giỏi thì biểu nó hạ tôi đi. Nếu anh chịu nghe lời, bảo đảm có lợi cho anh. Hay lắm, thành công lắm. Cởi giày ra đi. Từ nay ra phố phải cởi giày đó, không phải giày cao gót. Hay không, hôm nay là hên đó. Nha, anh đã cố gắng có đúng giờ rồi. Đừng giận nha, đang ba giận thì dễ dàng lắm đó. Xin lỗi nha, xin lỗi mà. Phải rồi, đừng giận nữa nha. Lần này tha cho anh đó. Thôi đi, mình đi khuya nha. Giỏi thiệt đó. Mấy người muốn gì đây? Em kỳ vậy, đừng nghe nha. Anh Long. Thả con ra. Tiền cọc 200 ngàn. Anh phải cố gắng lo xong thủ tục thì chúng tôi mới có thể bắt tay giải phẫu. Nếu mà trễ tôi sợ không kịp đâu. Bây giờ đã khuya rồi, tôi đâu mà gom nhiều tiền như vậy chứ. Bác sĩ à, ông có thể thông cảm giải phẫu trước được không ạ?
Thành thật xin lỗi nha. Luật lệ nhà thương là như vậy đó. Tôi không thể làm gì hơn. Tôi nghĩ anh nên tìm cách khác đi. Hey, được không vậy? Sao lại không được chứ? Tôi bỏ cuộc. Anh còn bao nhiêu? Còn bao nhiêu đây thôi. Tôi hết lá của anh. Tôi theo. Ba lá. Nếu anh còn đủ thì hút đi. Tôi không chơi nữa. Ê, khoan hả? Giờ tìm về anh nữa đi. Xin lỗi nha, tôi có chuyện. Khốn nạn, ăn thì muốn chạy hả? Chơi lận thấy không? Ê, thằng em tôi nói anh chơi lận. Chạy lại đi. Lại. Tôi cần số tiền này cứu mạng. Đừng có ép tôi nha. Lấy đi. Anh hai, điện thoại. Chết rồi. Ê, đánh ra, đánh ra đi. Ra đi, ra đi. Đánh ra. Đánh ra. Đánh ra đi. Con cho tôi vô đi mà, con em trai của tôi đó. Làm bớt như vậy. Để ra đi. Tôi ra cho con đi. Cho tôi vô đi. Ê, ra đi. Thằng nào vậy? Nó ở trong xe kìa. Nè. Anh hai. Ê, 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 ra đi. Ê, mẫu nha. Ra đi. Ê, ra đi. Ê, ra đi. Cô tôi cho con. Ê, ra đi. Bước ra đi. Bước ra đi. Ra đi. Nhưng mà đừng. Thôi đi ra đi. Ra, ra. Ra đi. Gì đó. Lại thằng cha ra đi. Để dưới bên bà đó. Khóc cái gì chứ. Dù nó tới đâu, nó chết là cái chắc. Đi. Mọi người đều có số riêng của mình ở trước ngực. Quên số của mình sẽ bị cấm cố 10 ngày. Nếu có thù sẽ trả vào chiều thứ bảy. Bất cứ ai lộn đều trái phép sẽ cấm cố 10 ngày. Thí chủ đầu tiên là lúc 7:55, thí thứ hai là lúc 8:00. Những ai lên giường trước 8 giờ sẽ bị cấm cố 10 ngày đó. Làm gì vậy? Tối nay là bao nhiêu không hả? Tối nay hả? Hết chơi rồi. Sao vậy? Thằng Long giết chết thằng em của thằng Bi Sắt. Thằng Long và thằng Bi Sắt cùng là một bọn. Họ đều thuộc phe bóng ma. Bi Sắt đã lên tiếng tối nay sẽ thu tiêu thằng Long đó. Thank you.
Thầy đứa nó muốn lập bàn hả? Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra, lôi ra, thả tôi ra, lôi, thả tôi ra, lôi ra, thả tôi ra, lôi, lôi ra đi, thả tôi ra, chết đi, thả tôi ra, thả tôi ra, làm gì vậy? Đẹp mà, lôi ra ra quay, yes sir. Báo có trưởng ngục, mấy đứa kia muốn thu tiên thằng Long đó. Thưa sếp, hai đứa ra lấy lộn thôi, chúng tôi chỉ can thiệp. Đừng có nói vậy nha. Tôi không có nói vậy, trên mình có nó có dao được. Mày nói láo. Anh không nói láo đâu, tôi có thể chứng minh lời nói của tôi là sự thật. Dao của họ đây nè. Mày đừng có gây chuyện ở chỗ của tao nha. Dẫn ra ngoài đi. Giữ báo cáo cho tôi. Yes, sir. Anh Huy, đừng có gây chuyện nữa nha. Chống chọi với tôi không khác là chống chọi với Chúa và Thượng Đế. Chú được người ta quý mến, còn anh thì ma quỷ cũng sợ. So sánh sao được. Anh em chúng ta không chịu phục đâu. Đồ ơi, đừng coi có cách nào thiếu tiêu nó đi. Vô đi. Quý à, anh tìm tôi hả? Ngồi đi. Dạ. Nghe họ nói là mày đang tìm thằng Quê, có phải vậy không? Phải. Mày Nam Dung? Không phải. Quán trọ của mày đã bị khai. Khai là tại mày bóp cò quá nhiều. Trong giang hồ thì là không ai quen mày.
Khỏi cần hỏi, mày chắc là cảnh sát. Không phải, tôi không phải là cảnh sát. Nói, quán trọ của mày tại sao bị cháy? Lúc mà tôi đi lính, tôi được tuyển lựa tham gia tác xã Olympic, cho nên phải thường bóp cò thôi. Vậy còn cái gì thằng quê? Tôi nhập ngũ chung với thằng quê, tôi mượn một số tiền cho nó, không ngờ nó chạy lạc. Nói láo. Anh Quý à, nếu mà tôi la lên bây giờ, họ sẽ có cơ tôi đối phó anh đó. Tôi chịu hết nổi rồi. Đủ rồi. Nếu mày tới đây đòi nợ, tao có thể cho mày biết thằng Quê đã xử bắn rồi. Người chết coi như hết. Nếu mày là cảnh sát thiệt thì tao không tha cho mày đâu. Ê, có chỗ kìa. Xin lỗi nha. Ăn bằng muỗng nha. Tôi biết rồi. Tại anh bị gì vậy? Lúc làm việc bị cái sản làm bị thương tôi. Lừa tao hả? Không nói rõ thì đừng ăn nha. Nghĩ kỹ rồi mới tìm tao. Đưa đây. Không muốn ăn. Lấy thùng cơm ở đây. Yes sir. Ra ra. Làm gì? Muốn làm phản hả? Khôn hồn đang cho hết đi. Nếu không bị nhốt trong phòng tối đó nha. Gọi các người ra đây để làm việc, chứ không phải là để hóng nắng. Tôi không muốn có ai phá hoại hay là làm biến. Nếu hôm nay trải không xong con đường này thì đừng hòng được ăn cơm. À đúng rồi sếp Đỗ à, nếu có thể hoàn thành trước giờ có phải được nghỉ hay không hả? Mày tưởng tao là con trâu à? Con đường dài như vậy tụi bay có thể hoàn thành trước sao? Xếp đường này làm việc. Thank you.
Anh em, mình có thiếu gì thời gian, con đường dài tới đâu cũng không sao. Lúc nãy tôi có nghe nói là nếu mà con đường này có thể hoàn tất trước giờ đó, nó sẽ là con trâu. Ê, anh em nghe rồi chứ gì? Nếu mình ráng làm thêm nữa, sẽ có người làm trâu đó. Nhanh tay lên. Nè, ráng lên đi nha, ráng lên. Mau lên. Anh xin đỏ à, ổn mình nữa đi. Cái tụi này đi rồi sao? Dạ không biết. Sắp xong rồi. Tụi này có phải là uống lộn thuốc hay không hả? Làm xong trước 2 tiếng đồng hồ. Tụi bay có thấy qua trâu nổi giận chưa? Thấy. Tôi sắp sửa bọng nó hết nổi. Tôi đã hứa với nó là Tết nay sẽ thăm nó nữa. Anh ngon hay chạy ra ngoài đi, đừng có để người ta bắt về đây. Mỗi lần mày bắt về ăn đều bị giam thêm 1 năm nữa đó nghe. Vậy chừng nào mới được tự do đây? Sớm muộn tôi sẽ có ngày ra ngoài, tìm được chiếc thuyền dẫn thằng con đi nước ngoài. Đi đâu? Phi Luật Tân. Nghe nói mức sinh hoạt ở đó thấp lắm, 15 đồng là có thể hưởng một cô gái lỡ thời. Nếu như bao 1 tháng thì có thể bớt 70%, còn lấy luôn thì tặng bà già. Bà già anh chịu sao? Bà già là cái thứ nấu cơm, đi chợ, đổ nước, lấy giấy xúc. Hèn chi anh cứ chạy hoài. Nè, hôm khác có chuyện ngon lành giới thiệu cho tôi nghe. Hèn bà già tôi cũng chịu nữa, vì bà cạo gió được mà. Xếp đổ, tôi đem mắt kiến. Thấy dạ không có lót. Xếp đổ à, tôi lo mắt kiến. Chúa ơi, bất luận con có làm lỗi gì, trong giây phút sắp tới nhớ đừng cho con bị mù nha. Mắt kiến của tôi ướt hết, không thấy cái gì cả. Xếp đổ à, tôi cởi mắt kiến nha. Thiệt là tốt quá đi. Con nào ở đây?
sự hay không? Lương Thế Kiệt, có, quay giúp cô đi. Yes sir. Anh chào cô. Cảm ơn ông nha. Không có chi, đừng khách sáo mà. Anh không sao chứ? Không sao, không sao. Cụt tay cụt chân thôi, đừng có cho tôi bị mù nha. Không sao. Cô à, đừng có đứng đây, qua kia đứng đi. Dùng thân của cô chống lại chiếc xe, nhớ phải dựa sát vào miếng kính nha. Đặt vô. Hồi chiều đứng gần cô kia, anh thấy cổ sao ạ? Cần phải hỏi sao? Tôi cho anh biết nha. Sau khi thay xong bánh xe cho cổ, tôi chỉ dùng tới kích cá nhân của tôi thôi. Đẹp sao? Dĩ nhiên nói láo mà. Phải không? Biểu anh mua số 3 thì anh lại không chịu, cháy túi rồi. Kiệt, anh cho xin hai đứa thuốc đây à? Hai điếu hả? Cho anh nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chuyện giữa mày và thằng bị sắt tao đã nghe qua rồi. Chuyện nào thì ra chuyện đó. Chuyện ở ngoài thì phải giải quyết ở ngoài. Nhưng ở trong này không cần biết là Đông Nam Tây Bắc, đều là cùng một chiếc thuyền. Tôi không mong thấy ai chảy máu hết. Anh Quý à, như vậy là máu của thằng em đã đổ uổng rồi. Đưa đây. Máu của thằng em bị sắc, tao đổ cho nó. Anh Vĩ à, có thấy thằng con quan của tôi không? Chắc chắn là nó ở chỗ nào phè cánh rồi. Lát nữa ăn cơm xong tôi kiếm giùm anh nha. À, cảm ơn nha. Cho mày thêm đồ ăn nha. Tại sao lại phải công quan của tôi chứ? Tại sao vậy? Chụp chết rồi. Nè, nói chuyện gì đi. Nó là phải công quan của tôi. Nói ra ngoài. Yes sir. Chuyện gì? Tôi chỉ cần tới gần đó.
Anh bạn à, ăn đi, tôi đau bụng. Thưa sếp, tôi đi. Mày thì biết lựa giờ quá ha. Giờ khác không nghĩ mà lại ỉ vô giờ này. Đi đi. Nè nè, không ngừng rung cỏ để tôi biết mày đi đâu nha. Dạ. Sáng mình tìm được chiếc thuyền là xong ngay. Nghe nói thằng con của anh bị té gãy chân ở trong trường, không sao chứ? Con nít mà, băng bọc rồi sẽ lành thôi. Thời gian trôi thật là nhanh, lại gần Tết rồi. Phải, gần Tết rồi. Tại sao mày bán rẻ tao? Tại sao? Xin lỗi, vì con tôi té gãy chân. Tôi đã hứa với nó Tết sẽ thăm nó. Họ nói chỉ nhốt anh trong phòng tối thôi, không có gì khác đâu. Chết ảnh, chúng ta thỏa hiệp nhau chỉ nhốt ảnh thôi mà. Ta không quen bạn được kỳ với tội phạm. Dẫn nó về. Yes sir. Tôi sẽ kiện ông đó. Trừ khi mà không muốn gặp con mày. Nếu mà thiên hạ biết được mày bán rẻ thằng quỷ, mày chết thảm lắm đó. Đi. 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 Tuy thằng Kỷ đã bị thằng Quý dụ dỗ, nhưng mà lúc chúng tôi truy bắt, nó cũng hợp tác lắm, lại có ý hối cải. Còn nữa, nó lại muốn về gặp thằng con gãy chân. Có thể thông cảm, chúng tôi không phải mất tình cảm như vậy đâu. Tùy theo cử chỉ mai này của nó, có lẽ chúng tôi sẽ tha thứ cho nó.
Mọi bữa heo khoai lang sẽ không thành heo mập. Giữ gìn sức khỏe mới có thể chịu đựng được. Thằng heo. Anh hai, chú Vui được phong thích đang ở phòng số 3. Tôi lên gặp nó. Anh hai, chú Duy vừa mới phân tích, sắp xếp cho ổng đi. Nè, kiếm gì cũng làm cho chú làm đi. Thưa chú, từ từ nha. Chuyện gì vậy? Có sao không? Thằng Lâm vẫn chưa chết, còn sống nhăn răng ở trong kìa. Trời khốn nạn. Lão Tam chết thật không có đáng. Chó chết thiệt. Xếp đổ, hút thuốc hả? Có lửa đây. Thưa sếp, nước này uống đi. Xếp đổ à, ăn cái này nóng nè. Nè, mấy anh à, ăn đi. Có đám kia. Xuống đâu. Thằng Nhất chết rồi. Nè, lôi nó ra mau lên. Lẹ lên. Lẹ lên. Thời gian ở tù đi vượt ngục 3 lần, gia hạn hình phạt vẫn không biết hối lỗi, còn cố tình cán chết cảnh sát viên Tạ Đồng Nhất. Theo phán xét của tòa cao đẳng, nay xử tử hình và bắt đoạt quyền công dân chung thân. Xóa thằng lại. Không cần chứ hả? Con gái tôi đám cưới ông chỉ cho có 500 đồng hơi kẹo đó nghe. Tôi tới xét hai lần, ông chỉ khui có hai chai rượu thì đủ mất mấy ngàn rồi.
ông kinh doanh cái quán này cũng tốn mấy triệu bạc. Nếu như đóng cửa thì thiệt là đáng tiếc. Ông nghĩ sao? Nói cũng đúng. Ông cần bao nhiêu hả? 5.000 thêm 2 con zero nữa. Được, tôi chờ ông. Ông theo tôi vô lấy nha. Ok. Coi như là ông biết điều. Anh hai à, làm sao bây giờ chứ? Chỉ chờ sếp 500 ngàn cho nó ngay đi. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Khỏi cần khách sáo, tiền của thiên hạ mà. Một mình hút đâu có hết. Ông có gì dặn dò chắc chắn tôi sẽ làm đúng theo. Thật ra mình là anh em mà, ăn thua gì chứ. À, chờ hôm nào tôi đãi khách thì ông lấy mặt tôi một chút thôi. Ngày mai tôi sẽ tới nữa. Cái gì đây? Mình là anh em mà. Đừng đánh nữa. Đừng đánh tôi nữa mà. Bớt gì rồi, thêm gì rồi không sao đâu mà. Xin lỗi nha. Tối nay đã làm mệt ông quá. Tôi có chuyện quan trọng phải vô tù. Làm việc ông nha. Chi phiếu ra rồi. 500 ngàn. Bớt 1 zero hay là 2 zero, chúng ta cũng đều mất mà, có phải không hả? Phải. Nào, dẫn nó về. Yes sir. Về đi. Đi về. Chờ một lát. Anh hai. Anh hai. Ở đây giao hết cho mày nữa. Anh yên tâm. Báo động nha. Đi về đi. Tôi kể rõ luật ở đây cho anh biết nha. Mọi người đều phải nhớ số của mình. Người không nhớ số của mình sẽ cấm cố 10 ngày. Không được đánh lộn. Nếu có thù hằn sẽ quyết đấu vào chiều thứ bảy. Bất cứ ai đánh lộn trái phép sẽ cấm cố 10 ngày. Tiếng chuông đầu tiên vào lúc 7:55. Tiếng chuông thứ hai vào lúc 8 giờ đúng. Những ai chưa lên giường trước 8 giờ sẽ bị cấm cố 10 ngày. Cấm chống lệnh, cấm vượt ngục, đào tẩu, cấm hành động hãm hiếp, cấm phá hoại của công. Kẻ xúc phạm sẽ bị giam thêm nửa năm. Cấm hút thuốc trên giường. Bất cứ người nào bị phát hiện hút thuốc trên giường sẽ bị cấm cố 10 ngày. Luật này sao hỏi lại bất cứ lúc nào. Nếu ai không thuộc lòng sẽ bị cấm cố 10 ngày. Căn phòng này là của anh. Nếu có chuyện gì cứ tìm tôi. Bởi vì mày bất lực cho nên vẫn còn sống. Nó là người con quý đó. Thằng quý đã đi đời rồi. Ê em Út, tao mua mày thẳng đó, trả cho nhiều đánh hay nha. Em của anh đã bị chết, tuy là không phải lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi. Người đã chết rồi mày nói làm gì nữa. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Đáng lẽ là tao phải tố tới con nhỏ của mày rồi mới vô đây. Tiếc rằng nó không có cho cơ hội cho tao. Tao chưa có tới nó đã chết rồi. Anh nói láo. Họ không có nói cho mày biết là sợ mày làm ẩu thôi.
Tao bây giờ nói cho mày biết là muốn trước khi mày chết được hưởng cái mùi vị mất đi người thân. Giết tao đi. Giết Long à. Giết đừng nha. Đừng nha. Ông dám à? Tôi sẽ thưa ông đó. Lôi ra ngoài. Yes sir. Ngồi đi. Thưa sếp, có gì cần dặn không?
Nè, đặt vô, 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 hay là mình thử dài dán đi nha, hả? Đây, đây, đây. Ok, tôi vô lấy tiền nha. Tôi có đi, tôi có đây mà. Đó, anh nói ra đi chơi đi, để tôi vô lấy tiền mà, hả? Lệ lên nha, hả? Thằng Lan, tại sao vậy? Tại sao mày giết nó vậy? Tại sao vậy? Tại sao mày giết thằng Lan? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao mày giết nó? Tại sao vậy? Tại sao vậy đó? Cứu tôi! Lôi tên giết người này ra ngoài. Yes sir. Đừng nha, xin đừng. Ông muốn giết tôi đi bệnh viện hả? Là ông muốn tôi giết chết Quỳnh Vĩ đó. Không mà thằng heo chết thế. Ông muốn giết tôi hả? Buông ra đi. Ông giết tôi hả? Giết chết nhân viên hình sự sĩ quan sở trường giáo Đỗ Tử Bình. Theo phán quyết của tòa cao đẳng, tội trạng thành lập, xin xử án tử hình, bắt đoạt quyền công dân chung thân. Đây là lễ an táng của anh. Tro cốt của anh chôn trong mã số 16. Đây là giấy khai tử của anh. Chúng tôi giữ mạng anh lại là muốn tuyển mộ anh. Thân phận của anh bây giờ là số 24 Toán Thanh Phong. Chúng tôi đã theo dõi anh rất lâu. Anh rất nhẫn nại và lòng chính nghĩa hơn người thường, nhưng chưa được lợi dụng đúng lúc. Xã hội này tiến bộ quá nhanh, có rất nhiều tội phạm táo bạo trời đất không tha, đi ngoài lề luật pháp, lợi dụng luật pháp và nhân quyền làm bia đỡ đạn. Toàn Thanh Phong chính là một tổ chức tiêu diệt những tên ác ôn này.
lấy bạo trừ tội, không cho họ sống ngoài vòng pháp luật. Bây giờ đất nước kêu gọi anh gia nhập Toán Thanh Phòng, phục vụ với xã hội. Sau khi anh hoàn toàn nhiệm vụ, chúng tôi sẽ cấp cho anh một passport và một thẻ căn cước mới. Anh muốn đi đâu cũng được, mở một trang mới cho cuộc đời của anh. Nhưng mà anh không có quyền lựa chọn, vì anh đã chết một lần. Cơ hội duy nhất của anh là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ lần này là ám sát. Mục tiêu là Sama. Nó là đầu sỏ buôn lậu ma túy Đông Nam Á, sắp sửa được dẫn trợ về nước xét xử. Nhưng mà chúng tôi được tình nó mua chuộc tất cả các quan tòa, cho nên trước khi nó đem máy bay, Toán Thành Phòng phải giải quyết nó trước. Tôi sẽ cấp cho mỗi người 2 khẩu súng. Sau khi hoàn thành trách nhiệm, ở bên trái sau lưng, nơi các anh hành động theo chiều 8 giờ khoảng 200 thước, có chiếc xe Jeep đón các anh. Các anh đã sẵn lúc lộn xộn, lập tức rời khỏi phi trường ngay. Ở cổng phi trường có một người cầm bét qua mới của các anh, chờ các anh đó. Các anh nên nhớ những nhiệm vụ mà tôi vừa giao cho các anh nha. Lên xe, mau lên. Ở trong xe có chất nổ đó. Chị nè. Another bitch.
Ăn nói bậy bạ, bắn chết bây giờ. Don't kill me. You find me, okay? You find me, bậy bạ. Understand? Okay. Please don't shoot, otherwise they kill me. Put down your guns. Don't kill them. Don't shoot the Chinese. I want them alive. Don't shoot, you hear me? Okay, I agree. Get the pin ready. Make way for them. Rủi mà tôi đã hứa với con tôi là sẽ đi thăm nó. What? What cái gì? Go! Trưởng ngục, muốn kiếm súng à? Quỳnh Dĩ số 24, Toán Thanh Phong xin trình diện. Quỳnh Dĩ, anh làm khá lắm. Tôi cấp thẻ căn cước mới cho anh. Anh được tự do rồi. Lợi dụng một số tội chết làm vậy, xong xuôi rồi thì giết người bịt miệng. Thật là một kết tuyệt diệu. Chắc là không có ngờ tôi sống trở về chứ gì. Tôi có thể cho tiền anh bao nhiêu cũng được, miễn là có tiền rồi anh có thể cao bay xa chạy trên đời này không có ai biết anh. Thế nào? Đề nghị này rất hay đó. Tôi chỉ thấy có một điều lạ là tại sao phải làm vậy? Sama làm ăn với tôi, nếu nó xét xử tới đây thì tôi chết chắc. Như vậy thầy của tôi trưởng từ cảnh sát tống đạt thật. Tại sao phải giết ông? Ông điều tra tôi, ông không chết là tôi chết thôi. Đạn ở đây nè.
Tiền ở đây đều được của anh, mai sẽ còn nhiều gửi tới nữa, hoàn toàn cho hết cho anh. Đã chết biết bao nhiêu người, ông tưởng có thể dùng tiền để đền bù à? Anh bạn à, anh đừng giả dụ vậy. Anh mà suốt đời cũng chưa chắc lời được cái vậy đâu à. Thế gian này ngày nào cũng có người chết, chết thêm vài mạng ăn thua gì chứ. Ngày nào cũng có người chết, kẻ chết hôm nay chính là ông. Khốn nạn, kẻ thế tiên hành đạo chính là tôi, không phải là ông. Tôi phải trả thù cho bổn thần Long. Vậy à? Đừng nha.